Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay là cái đôi mà bữa mình đăng mình nói lỡ tay về nè. Lỡ tay đặt size 42 đã về. Ủa, 42.5. Em nói đây này. 42.5 men da băng đàng hoàng nha. Men da băng. Đây là nguyên cái hộp. Nói chung là hàng như là mới, 100% mới luôn. Đây là em nó mới về mới khui luôn. Giá hấp dẫn còn gì nữa. Mua em này, ai mang size này, mua em này về được tiết kiệm 2 triệu rồi. Kèo quá thơm. Đây là cái đế của nó nè. Cái này mình nghĩ chắc người ta mua về rồi người ta mang đúng một lần người ta bán lại thì phải. Nó cũng có dấu cột, mình kia chắc mua về thử rồi xong rồi không mang rồi để đấy. Mới tin mặt dài không có một vết chày nào hết. Có chày mang nhựa không, các bạn nhìn cái logo xanh này có thể biết được này. Nó không nhăn không gì hết. Có thêm một tin vui nữa là hôm bữa trước có nói là một cái đôi dài mà cứu chủ này. Đây này. Đôi vàng này cũng là Nippon đấy. Nhưng mà thằng này là 42 đó. Bây giờ chủ của đôi dài này nhờ bán với giá 5 triệu. 5 triệu bạn nào canh là hốt đi. Mua đôi giày này thì hiện tại nó cái đôi mà cái hộp màu tím nó mắc rồi, nó có cái hộp này đó. Nó có cái hộp này. Chúng muốn đi vào đi. Nó có cái hộp này và mình hứa tặng kèm thêm cái này cho ai mua đôi giày nhé. Đây là cái túi của Onitsuka Tiger luôn này. Hàng chính hãng đàng hoàng á. Bạn mua được bao nhiêu tiền thì sẽ được tặng cái túi như thế này đó. Hoặc là khách hàng thân thiết của nó. Túi bỏ dư, bỏ chắc được hai đôi dư sức. Nó là loại da dù, không biết có chống nước không ta. Thấy cảm giác như là chống được nước. Cảm giác thôi nha, mình không có nói là khẳng định đó. Ok. Còn đôi này là 42.5 nha. Đôi này là của mình. 42.5, 27cm. Các bạn muốn mua những cái đôi này mà hàng mới luôn thì mới thì nó giá tầm 7 triệu á. 6,9999 là 7 triệu đó. Càng xe khác thì có thể đặt ha. Hôm nay mình có sẵn 42.5 và cái đôi vàng bán dùm với giá 5 triệu. Tại khách đang cần tiền xíu nên là bán giá đó. Các bạn không thể tìm được một lần mua được một đôi mới mà với giá như vậy đâu đó. Cái đó là nó đã tiết kiệm được cho mình 2 triệu rồi đó. Nippon thì nói nhiều là không nói lại nữa đâu. Đó. Mới về hơi mệt mệt nên thôi, như đây thôi, nhé hàng. Khuôn da cho các bạn coi nè. Ok không? Ôi trời, con kiến nó bò đây rồi. Mới để nãy giờ con kiến nó bò. Vậy nha, bye bye các bạn nha.